Kiều phu nhân. Là anh sao bác sĩ Lý? Tôi còn tưởng Kiều phu nhân giờ giàu có rồi sẽ quên đi ân tình trước kia. Không ngờ là bà vẫn còn nhớ ra tôi. Đây đúng là phúc đức của tôi mà. Anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Gần đây tôi cứ gặp xui xẻo. Tôi mới gây ra một sự cố hy hữu. Người nhà của bệnh nhân yêu cầu tôi phải bồi thường 2 triệu tệ. Nhưng mà tôi cũng đang kẹt quá nên là... Kiều phu nhân, bà xem thế nào? 2 triệu tệ sao? Đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé. Đâu có đâu Kiều phu nhân. So với việc mà Kiều gia có được thì đây chỉ đáng cọng lông của một con bò mà thôi. Nhưng nếu như Kiều phu nhân cảm thấy quá là miễn cưỡng, thì tôi có thể đi tìm Mộc Tiểu Thiến. Nếu để cô ta biết được lúc đó cô ta sinh ba, còn tôi thì lại là tay sai của bà đi lấy trộm con của cô ấy. Vậy Kiều phu nhân, giấc mộng Cố gia của bà có phải là tan thành cho bụi rồi không? Thiến Thiến, con thực sự là chủ tịch của tập đoàn Thái Dương sao? Thực ra là con có quen với Trần Tiêu. Anh ta không thích chuyện con bị bọn họ ức hiếp, vì vậy mới giúp con nói con là chủ tịch. Mẹ biết con là vì hồi nhỏ phải chịu cảnh cô đơn một mình, dù có chuyện gì cũng không chịu nói với ba mẹ. Mẹ biết là con có những bí mật không thể nói, nhưng mà dù thế nào thì mẹ cũng mong con có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Chỉ cần như vậy thôi. Anh, tôi cảnh cáo anh không được làm như vậy. Sau khi tôi chuyển khoản cho anh lập tức biến khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi gặp lại anh nữa. Nhất định rồi, nhất định rồi. Không biết là cô ta lúc nãy có nhìn thấy được gì không nữa. Nếu như cô ta nhìn thấy mình và bác sĩ Lý nói chuyện thì... Sao bóng lưng hai người vừa nãy nhìn quen vậy nhỉ? Bà xã, hôm nay tuy là em phỏng vấn không thành công, nhưng mà chi phí chi tiêu trong nhà em yên tâm đi, anh sẽ lo được. Ông lại trúng số à? Không phải, vừa nãy có người bảo sẽ trả cho tôi 200.000 tệ, bảo tôi ngày mai đi diễn thay họ. Tôi liền bảo ngay một diễn viên ưu tú đĩnh đạc đã từng đóng rất nhiều bộ phim như tôi, chắc chắn sẽ có người để ý tới thôi. Đợi đến khi 200.000 tệ vào tài khoản, tôi sẽ gửi hết qua cho bà. Biết vậy là tốt đấy. Tiền vào tài khoản một cái thì hai chúng ta sẽ đi làm một bữa đồ ăn Tây. Được. À đúng rồi, cũng không biết Kiều phu nhân đó nghĩ gì, mối quan hệ của bà ta và chúng ta đâu còn như trước. Vậy mà sinh nhật của bà ta ngày mai còn gửi thiệp cho tôi nữa chứ. Tôi chẳng thèm đi. Mẹ à, chúng ta nhất định phải đi. Đi sao? Alo, Kiều tiểu thư, ngày mai là sinh nhật của Kiều phu nhân, bà ấy là bà ngoại của Tiểu Vũ, về tình về lý thì cũng nên tham gia. Vì vậy ngày mai tôi sẽ qua đón nó tham dự yến tiệc. Cô xem khi nào rảnh thì tôi qua. Ngày mai tôi cũng sẽ tham gia dự tiệc sinh nhật. Vậy thì tốt quá, thế thì cô có thể dẫn nó đến buổi tiệc được không? Sau khi bữa tiệc kết thúc chúng tôi sẽ đón Tiểu Vũ về Cố gia. Được. Dì ơi, đợi sau khi tiệc kết thúc thì dì nhất định phải quay lại đón cháu. Dì đưa cháu về nhà. Mẹ của mình thì khẩu Phật tâm xà, còn dì ấy thì khẩu xà tâm Phật. Đợi sau khi bữa tiệc kết thúc, nếu như dì ấy không đón mình về thì mình cũng có thể tự về mà. Tiểu Vũ, hai người này là Mộc phu nhân và Mộc tiểu thư. Anh đưa họ đi dạo xung quanh, chăm sóc họ cho chu đáo vào. Dạ. Mộc phu nhân, Mộc tiểu thư, mời đi bên này. Nhìn ngưỡng mộ lắm phải không? Cây đàn này là đàn của tiểu thư nhà chúng tôi. Tài nghệ chơi đàn của cô ấy có thể nói là lên một tầm cao rồi. Hơn nữa cái đàn có giá phải lên đến hàng triệu tệ. Cô đừng có sờ mỏ linh tinh, sờ vào bẩn thì cô khó mà đền nổi. Cố thiếu gia đến rồi. Điều này có chứng tỏ là hai nhà Cố Kiều quan hệ khăng khít trở lại rồi. Ai mà biết được chứ. Cố thiếu gia đến đây nhiều khi cũng chỉ là nể mặt của Cố tiểu thiếu gia mà thôi. Mọi người đến rồi. Nếu như khách mời đã đến đông đủ rồi vậy thì chúng ta cùng nhập tiệc nhé. Mọi người ngồi đi. Kiều gia này đúng là không biết nể mặt gì cả, dám xếp vị trí của Cố Tiểu Thiến ở dưới cùng. Nhà họ Cố chúng ta từ trước đây nay chọn con dâu không bao giờ nhìn vào thân phận cao thấp mà chỉ có nhìn vào phẩm chất. Còn Kiều Diễm Diễm có thì chẳng ai duyệt được. Con làm gì vậy Quân Đình? Con đi dạo quanh đây chút. Nghe nói rằng Kiều tiểu thư đa tài đa nghệ. Hôm nay được ngồi nghe cô ấy đánh đàn, quả là trăm nghe không bằng một thấy. Còn phải nói nữa sao?
Kiều tiểu thư cũng là một trong những người chơi đàn giỏi nhất nước ta. Những bài bản nhạc mà cô ấy sáng tác và trình bày được rất nhiều người yêu thích. Tôi thì lại thấy cô ta chắc chỉ là đánh được. Đánh được vài cái thì có gì mà phải tự hào. Những sáng tác của tôi chỉ viết theo cảm hứng thôi. Cảm như thế nào mà viết được một bài hát xuất sắc như vậy chứ? Kiều tiểu thư đúng là có tài năng thiên phú mà. Kiều phu nhân chắc là rất tự hào. À đúng rồi, nghe bảo Mộc tiểu thư cũng biết đánh đàn thì phải. Biết một chút. Biết một chút thôi sao? Vậy thì cô đạt được cấp mấy rồi? Chưa học đánh thì nói là chưa học đi. Việc gì mà phải nói biết một chút chứ? Ở nhà cô là người như thế nào tôi lại không biết sao? Tôi cũng biết đánh nhưng chắc đánh cái gì đấy chứ? Mộc phu nhân, tôi khuyên bà nên dạy lại con của mình. Từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn lên sẽ phải chịu thiệt đấy. Mà nói ra cũng kỳ, con gái mà lại chẳng có chút tài nghệ nào cả. Thiển Thiển nó biết đánh thật mà. Nếu như vậy thì mời Mộc tiểu thư lên biểu diễn cho mọi người nghe một bài có được không? Cô ta thì biết đánh cái gì chứ? Cháu thấy hay là thôi đi. Đừng làm bẩn tai của mọi người ở đây. Con trai của tôi 6 tuổi mới học đàn được vài hôm mà nó đã đánh được rồi. Chắc đánh ở mức cơ bản thì Mộc tiểu thư đánh được chứ? Tôi đi vệ sinh một chút. Đừng nói là sợ quá rồi chạy mất đấy nhé. Từ nhỏ cô ta đã không bằng người khác, giờ đánh đàn làm sao có thể so được với Kiều tiểu thư được. Tôi mà có đứa con gái như vậy, chắc là nhục không biết trốn đi đâu cho hết. Đúng vậy đó, nhìn thái độ của cô ta đi, chẳng có chút gì gọi là tôn trọng bậc trưởng bối cả. Vô lễ đến mức chẳng còn gì để nói. Con gái của tôi không biết đánh đàn đồng nghĩa với việc tôi phải cảm thấy xấu hổ sao? Đánh đàn chỉ được coi là một sở thích. Lẽ nào với địa vị của chúng tôi lại phải dựa vào việc biết đánh đàn hay không để quyết định sao? Tôi thấy Mộc tiểu thư rất tốt, trông cũng rất xinh đẹp. Nếu chỉ nói về sắc đẹp thôi thì những người ngồi ở đây chỉ có thể xách dép mà thôi. Tôi xin phép đi vệ sinh chút. Ba ơi, hôm qua không phải ba nói hôm nay sẽ đi tìm Tiểu Hạo sao? Cái con Anchaman này vẫn chưa xong. Con có một con rồi thì cũng nên cho Tiểu Ngô một con chứ. Ba định khắc lên trên đó tên của Tiểu Ngô sao? Nhưng mà hôm qua ba có tặng cho Tiểu Ngô một con Anchaman rồi. Tại sao Tiểu Ngô vẫn chưa tha thứ cho ba vậy? Lẽ nào cậu ấy không thích? Vậy nó thích cái gì vậy? Con không biết nữa, ba có thể hỏi mà. Hỏi dì ấy đi, dì đi giúp ba của con với. Nó thích cái chữ H này, cái chân cong lên một chút. Như thế này à? Không phải, là thế này này. Các người đang làm cái quái gì vậy hả? Mộc tiểu thư, vẫn có kịch hay đang đợi cô ở ngoài kia. Dì ơi, đợi con với. Tiểu Vũ, anh Quân Đình, em thấy cứ để Tiểu Vũ quấy rầy Mộc tiểu thư như vậy không được hay cho lắm. Hay là để nó trở về Cố gia đi thì hơn. Kiều tiểu thư, chúng ta không còn thân thiết gì nữa. Sau này cô cũng đừng gọi tên của tôi làm gì. Mộc tiểu thiến, tôi nhất định sẽ cho cô thấy được đẳng cấp của một gia tộc hào môn với một gia đình bình thường khoảng cách sẽ như thế nào. Cô và anh Quân Đình căn bản không cùng đẳng cấp. Mẹ, để chúc mừng sinh nhật mẹ, con còn đặc biệt chuẩn bị cho mẹ một món quà vô cùng đặc biệt. Vậy sao? Mọi người chắc là đều biết, từ trước đến giờ trong buổi mừng thọ nào cũng sẽ mời đến một người diễn kịch. Hôm nay cũng vậy, tôi cũng đã tìm đến đây một diễn viên. Mời diễn viên cỡ ảnh hậu thì tôi không mời được, nhưng diễn viên này thì mời đến là đến ngay. Hôm nay con đã mời ông ta đến rồi. Mẹ muốn ông ta làm gì thì cứ việc bảo là ông ta làm. Tôi nhớ ông là một diễn viên vô danh phải không? Vậy bây giờ ông hãy sủa tiếng chó cho mọi người nghe trước đi. Nếu như có thể làm cho mẹ tôi vui thì tôi sẽ cho ông thêm tiền tip. Còn đứng đó làm gì? Chỉ là sủa tiếng chó thôi mà. Nhớ là khách hàng là thượng đế, sủa tiếng chó thôi chứ có cái gì đâu. Ông ta chẳng hiểu chuyện gì cả. Người ta đã bỏ tiền ra thuê về rồi còn đứng đó làm cái gì nữa? Diễm Diễm à, con làm như vậy là không được. Người này là chồng của Mộc phu nhân, là ba của Mộc tiểu thư đấy. Cố phu nhân đang ở đây, làm lớn chuyện thì cũng không được hay lắm. Trùng hợp đến vậy sao? Vậy thì không cần làm chó nữa, vậy thì diễn kịch đi. Hôm nay mẹ của tôi sẽ làm hoàng hậu nương nương, còn ông sẽ làm thái giám. Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu nương nương. Một tên nô tài như ông có phải là nên quỳ xuống chúc thọ không? Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều tập nữa cho các bạn trong ngày hôm nay nhé.